Xin chào anh em. Thì mình hôm nay mình xin giới thiệu anh em nhé, cái cây Katala thép mangan cao. Thì cây này của hãng Sangja sản xuất nha anh em nhé. Đấy thì xuất xứ của cây này là Long Tuyền, Chiết Giang, Trung Quốc. Nó là một thanh Katala. Đây mình cho anh em, nó có một cái giấy đi kèm nhé. Giấy này anh em cứ hình dung nó là cái giấy chứng thư là được. À đây, quên. Đây, đây là cái tên của cái hãng mình đang nhập nhé. Thì cái thanh này có chiều dài là một, theo cái nhà sản xuất người ta công bố ấy, đấy thì cái thanh này có chiều dài là 102 cm, nó chiều dài lưỡi là 72 cm và chiều dài tay cầm là 27 cm. Đó, cái chiều rộng của lưỡi là 3,2 cm nha anh em nhé. Độ dày lưỡi là 0,7 cm, gọi là 7 ly ấy. Đó. Bao kiếm bằng gỗ rắn thì mình cũng chưa hiểu gỗ rắn là gỗ gì đấy. Tay cầm vật liệu vỏ bọc thép mangan cao đấy, lưỡi rang xanh à, lưỡi rang nhầm lưỡi răng đỏ. Phụ kiện đi kèm thì nó có dầu bảo dưỡng và hộp gấm và dầu bảo dưỡng thì mình không có bỏ lên đây. Cái quy trình rèn là ủ này, làm nguội này, tôi rèn, đánh bóng, mài và các quy trình khác. Đó. Cây mangan thì cái cây này mình nhận thấy ấy, cái cây mangan này mình nhận thấy cái ưu điểm của nó ấy, là mình nói về bề ngoài nhá, bề ngoài thì nhìn nó rất là bắt mắt. Đây anh em có thể thấy, mình cho anh em xem cái phần lưỡi nhá. Đó, đây phần lưỡi thật sự anh em là nó tạo ra các cái đường vân này rất là đẹp. Đây, hai mặt là như nhau nhé. Đó, đây cái đường tạo ra đường vân này rất là đẹp. Đó. Và cái thép mangan này thì theo mình được biết đấy, là nó có cái độ đàn hồi rất là tốt. Hay ví dụ là anh em uốn cong các thứ như này này. Đó. kiểu này này. Đó. Là nó có cái độ đàn hồi. Mình để đấy không rõ nhỉ. Đây, ví dụ là anh em uốn cong này, đó thì nó đàn hồi trở lại đấy, rất là hay ở cây này. Đó thì với cả có một cái nữa là mình nhận thấy ấy, là cái cây mangan này nó khó gì hơn các cái dòng khác. Tại vì là cái dòng mangan này anh em này, nó không phải là nó chỉ cấu tạo bởi một loại hợp chất nha anh em nhé, mà nó cấu tạo rất nhiều các hợp chất. Đó. Thì mình có xem là ở trong cái cây này nó có cả cái thép 1095 nữa. Đó. Cây này nó nhiều hợp chất nên là nó rất là khó gì, nó đã pha một số cái hợp chất nhất định vào đây rồi để nên là làm cái cây kiếm nó khó gì hơn so với các cái dòng khác. Đó. Mình nói thêm nhé, không chỉ riêng cái cây mangan này đâu, mà những cái cây kiếm, cây đao mà có màu, đó nghĩa là người ta tạo màu cho cái lưỡi của nó ấy, thì thường mình thấy rằng là những cái mẫu đấy nó khó gì hơn các cái mẫu mà
kiểu lưỡi là chỉ có màu trắng không thôi. Đấy. Thì các cái lưỡi màu này thường là nó sẽ khó gỉ hơn. Đấy. Mình nhận thấy là như vậy, mình bán nhiều cây rồi. Đó. Cái cây này, cái này đây là cái phần chắn lưỡi của nó nhá. Đây, mình quay anh em xem phần chắn lưỡi của nó. Hàng này là hàng hai chốt tre nha anh em nhé. Đây hàng hai chốt tre, hàng liền luôn đấy, phun tang luôn đấy anh em ạ. Đây cái cây này là nó cuốn cuốn dây nhá, cuốn dây dây dù này, dây vải. Bên trong thì nó là cái phần đo đỏ ấy, nó là giả da. Còn nếu mà ví dụ anh em làm mà thích ấy, là bên trong ấy, là nó là cái da cá đuối ấy. Đấy thì anh em có thể đặt hàng mình, đó thì mình có thể đổi thành da cá đuối cho anh em. Đấy thì nếu mà đổi thành da cá đuối ấy, đấy thì nó sẽ là cộng thêm là 250.000 một cây nha anh em nhé. Sẽ có nhiều anh em hỏi là cái hàng này đã mài lưỡi chưa, thì mình trả lời luôn trong cái video này nhé, là hàng này đã mài lưỡi rồi, đã được mài lưỡi rồi, rất là sắc. Đó. Còn đây là về phần vỏ nhé. Phần vỏ này của nó là vỏ đen bóng, vỏ đen bóng luôn. Đó. Và trên đoạn đầu này thì có vẩy sơn đỏ. Đấy, để nguyên là nó đồng màu ấy, đồng màu với cả cái lưỡi ấy. Đấy, thì anh em nào nếu anh em nào thích ấy, nếu anh em nào, cái cây này thì phù hợp cả những anh em nào thích màu đỏ, hợp với cả màu đỏ. Đấy. Đỏ đen rất là đẹp. Trong cái video này mình thấy ấy, là cái điều kiện ánh sáng là nó chưa đủ nên là nó hơi tối ấy. Chứ còn ở ngoài đấy thì cái phần vẩy sơn này, đó cái phần vẩy sơn này cực kỳ đẹp, nó đỏ, nó tươi mà nhìn nó sáng, nó đẹp á. Mình xin nói thêm nhá, những cái mẫu hàng hiện tại mình đang nhập ở hãng này này thì nó làm nó rất là đẹp, nó đẹp hơn cái hàng thường rất là nhiều. Đó. Và các cái chi tiết của nó, các cái chi tiết của nó gần như là không chê vào đâu được. Mình xin nói thêm là cái cây này, cái trọng lượng của cái cây này là nó rơi vào khoảng 1,4 kg nha anh em nhé. Rất là đầm. Nhiều các cái mẫu hàng thường ấy thì nó rơi vào đâu đó khoảng 1,1 cân cho 1,2 cân thôi. Còn hàng này thì nó rơi vào từ 1350g đến 1400g. Thì hiện tại cái cây này mình, cái cây mangan đỏ đen này mình đang bán với giá là 4.800.000 nha anh em nhé, 4.800.000. Hàng nó tốt hơn ngày xưa rất là nhiều. Mình nhầm anh em ạ, cái cây T10, xin lỗi anh em, cái cây thép T10 mới là 4.800.000, còn cái cây mangan này hiện tại mình đang bán với giá 4.200.000 nha anh em nhé, 4.200.000. Đó. Thì cái hình thức anh em mua hàng bên mình ấy, là miền Bắc nhận hàng thanh toán. Đó. Và miền, đối với khu vực từ miền Trung và miền Nam thì anh em vui lòng chuyển khoản trước. Đấy. Và nhận hàng xong. Đấy. Nhá anh em nhé. Thì có gì anh em mua hàng ấy, đấy thì liên hệ số điện thoại 0906 231104, hoặc là kết bạn Zalo với số là 0902255717. Rồi, xin chào tất cả anh em.